Mới đây, vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi vừa có buổi trao đổi thông tin với báo chí. Trong đó có người đã đặt câu hỏi về đoạn ghi âm ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là hội thoại mùi mẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và lương y Võ Hoàng Yên. Trong đoạn ghi âm có một số câu được cho là vợ đại gia Dũng Lò Vôi nói như: "Ai nhiều tiền hơn em? Tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày, em khổ đây? Tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh. Mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn như là ai xúi ngửa em. Ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh?" Đặc biệt, người phụ nữ trong đoạn ghi âm còn khóc nói: "Anh có tin không, chưa bao giờ em như một con điên, nhưng mà anh đâu có làm gì em đâu." Sau đó, có giọng một người đàn ông được cho là ông Võ Hoàng Yên nói rằng: "Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy, tội cho tôi." Liên quan đến đoạn ghi âm trên, khi được hỏi trong buổi chia sẻ vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng lý giải, bà cho ông Võ Hoàng Yên rất nhiều điện thoại, cái cũ cái mới, nhiều cái hình ảnh mà bà chưa xóa kịp. Hơn nữa, cuộc nói chuyện cho là 40 phút nhưng sao đưa một đoạn chút xíu đó ra, ghép ở đâu vậy? Bà Hằng đặt câu hỏi, đây là hành vi rẻ tiền, không thể chấp nhận được. Giờ ông không còn gì để mất nữa đâu nên quay sang phá hạnh phúc gia đình tôi, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng tố cáo rằng trong một thời gian rất ngắn ông Võ Hoàng Yên đã quét sạch tiền của bà. Bởi 10 lần nói chuyện với bà thì 9 lần ông Yên nhắc đến tiền. Có người nói có phải tôi bị tiếng sét ái tình không mà lại có thể đưa tiền cho ông Yên như vậy. Thật sự có thể tôi bị một cái gì đó chứ không phải bị tiếng sét ái tình, bà Hằng chia sẻ. Vì hoàn cảnh cuộc đời quá thiệt thòi, gia đình nghèo, đi chữa bệnh không lấy tiền, chỉ có 2,3 bộ quần áo để mặc. Vì con người tử tế của ông Yên lúc mới gặp mà bà Hằng cho rằng bản thân cảm thấy như phải có trách nhiệm, bổn phận cho ông ấy. Khi được hỏi về đoạn ghi âm được cho là giữa vợ mình và ông Võ Hoàng Yên có phải là thật hay được ngụy tạo, cắt ghép thì ông Huỳnh Uy Dũng trả lời, kể cả thật cũng không sao hết trơn. Câu chuyện của đoạn ghi âm đó là câu chuyện ví dụ tôi nói với bạn một tiếng đồng hồ, bạn ngất ra một chút xíu, sao bạn không công bố hết ra, để chi? Để trong cuộc sống ghi âm hay quay lén người khác là vi phạm pháp luật, nên tôi trông cho lộ thêm nữa lên, để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi của một người đàn ông. Bà Hằng cũng khẳng định sẽ nhờ công an làm rõ và cho hay 20 người đã làm đơn thưa ông Võ Hoàng Yên. Ngoài ra, trong buổi chia sẻ với truyền thông, vợ chồng ông Dũng đã quyết định đòi lại 200 tỷ đồng từ ông Võ Hoàng Yên để gửi một quỹ từ thiện khác. Cùng với đó sẽ lấy lại cả số tiền 8 tỷ ủng hộ miền Trung mà ông Yên đã nhận. Hiện tại, những thông tin liên quan đến gia đình ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trước đó, ngày 3 tháng 3, vợ chồng ông Dũng làm đơn gửi tới công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng, tố cáo ông Yên chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng của vợ chồng bà thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ, hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.